Theo hãng tin AP, thống đốc Gavin Newsom hôm 16 tháng 3 loan báo, bang California sẽ xây 1.200 căn nhà nhỏ khắp tiểu bang cho người vô gia cư, nhằm giải quyết vấn đề gây đau đầu cho California trong suốt thời gian ông tại chức. Vị thống đốc Dân Chủ công bố kế hoạch này ở Sacramento, chặng dừng chân đầu tiên của ông trong chuyến thăm 4 thành phố ở California. Theo dự trù, trong chuyến đi này, ông Newsom sẽ công bố nhiều chính sách quan trọng về gia cư, y tế và an ninh công cộng. Chuyến đi này thay thế diễn văn thông điệp tiểu bang truyền thống của thống đốc. Chính quyền địa phương sẽ quyết định xây ở đâu cụ thể và có trách nhiệm trông nom những căn đó. Thống đốc Newsom muốn xây 1.200 căn nhà trên đất công cộng. Sacramento sẽ được 350 căn, Los Angeles 500 căn, San Jose 200 căn và San Diego 150 căn. Quận Cam, nơi có cộng đồng Việt Nam lớn nhất ở nước ngoài, không có tên trong danh sách này. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Nga vào tuần tới, các quan chức của cả hai nước cho biết hôm 17 tháng 3. Chuyến thăm có tầm quan trọng đối với cuộc xung đột Ukraine vào lúc quan hệ giữa Moscow và Washington chạm mức thấp kỷ lục. Chuyến thăm của ông Tập tới Moscow là chiến tích ngoại giao của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nước ông đã bị áp đặt các lệnh trừng phạt quốc tế chưa từng có kể từ khi ông xua hàng chục ngàn quân vào xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Bắc Kinh và Moscow đã đạt được quan hệ đối tác không giới hạn ngay trước cuộc xâm lược. Mỹ và các nhà lãnh đạo châu Âu đã nói rằng họ quan ngại Bắc Kinh có thể gửi vũ khí cho Nga, trong khi Trung Quốc phủ nhận rằng họ không có kế hoạch nào như vậy. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết chuyến thăm của ông Tập nhằm tăng cường niềm tin, còn Điện Kremlin tuyên bố sẽ tăng cường hợp tác chiến lược. Điện Kremlin cho biết các văn kiện song phương quan trọng sẽ được ký kết nhưng không nói rõ chi tiết. Trung Quốc là đồng minh quan trọng nhất của Nga và đã mua dầu và các hàng hóa khác của Nga vốn bị các nước Tây phương xa lánh. Nước này cũng là khách hàng quan trọng thu mua ngũ cốc của Ukraine. Tôi là Đỗ Thanh Minh. Trước đây tôi có bị căn bệnh là phong tê thấp, tức là đau nhức của hai cái chân, đi lại rất là khó khăn và sử dụng rất nhiều các loại thuốc thì cũng không khỏi. Tôi đã tìm hiểu rất nhiều các hãng máy massage và cuối cùng tôi đã tìm hiểu được và tôi có mua cái máy massage của hãng Nuraco của Mỹ. Và sau khi mua được cái máy massage Nuraco của Mỹ này về để sử dụng hàng ngày thì cái căn bệnh của tôi nó khỏi hoàn toàn và đi lại rất là dễ dàng, không như trước đây nữa. Hệ thống rút của hai cái chân này là các cái hãng khác là gần như là không có. Theo BBC, Tòa án Hình sự Quốc tế ICC hôm 17 tháng 3 đã phát lệnh bắt ông Vladimir Putin, Tổng thống Nga. ICC cáo buộc ông Putin phạm tội ác chiến tranh ở Ukraine, bao gồm trục xuất bất hợp pháp trẻ em từ Ukraine sang Nga. ICC cho biết những tội ác này xảy ra ở Ukraine kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022, ngày mà Nga bắt đầu xâm lược Ukraine. ICC cáo buộc ông Putin dính líu tới trục xuất trẻ em và cho hay là họ có lý do để tin rằng ông vừa trực tiếp vừa phối hợp với những người khác phạm tội ác đó. ICC cũng cho biết ông Putin không dùng thẩm quyền của ông để ngăn chặn người khác trục xuất trẻ em. Bà Maria Lova Belova, giới chức Nga về quyền trẻ em cũng bị ICC truy nã. Hơn 50 công ty bao gồm các công ty quốc phòng, dược phẩm và công nghệ sẽ tham gia vào chương trình do Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN tổ chức. SpaceX, Netflix và Boeing nằm trong số các công ty tham gia phái đoàn kinh doanh lớn nhất từ trước đến nay của Hoa Kỳ tới Việt Nam vào tuần tới để thảo luận về các cơ hội đầu tư và kinh doanh tại quốc gia Đông Nam Á đang phát triển mạnh mẽ này. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ nhà tổ chức cho biết như vậy. Vẫn theo Reuters, sự kiện này là một dấu hiệu cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng đối với Việt Nam, vốn đang được xem là một trong những trung tâm sản xuất được hưởng lợi từ khuynh hướng rời khỏi Trung Quốc của các công ty toàn cầu giữa bối cảnh xung đột thương mại Mỹ-Trung. Lực lượng Hải quan Việt Nam vừa phát hiện bắt giữ 4 tiếp viên của Vietnam Airlines về hành vi vận chuyển thuốc lắc ma túy từ Pháp về Việt Nam. Số ma túy gồm 8 ký thuốc lắc và 3 ký ketamine, hàng đá, cocaine đã được phát hiện bên trong những tuyếp kem đánh răng, nước súc miệng mà các tiếp viên mang về từ Pháp trên chuyến bay VN10 vào ngày 16 tháng 3. Ông Nguyễn Hữu Nghiệp, Cục Phó Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong buổi họp báo vào chiều ngày 17 tháng 3. Chiều trước đó, Cục Hàng không Việt Nam cũng đã xác nhận thông tin về việc các tiếp viên của Vietnam Airlines bị bắt vì mang ma túy từ Pháp về Việt Nam. Những tiếp viên bị bắt bao gồm tiếp viên trưởng Nguyễn Thanh Thủy, 37 tuổi, tiếp viên Võ Tú Quỳnh,
Trần Thị Thu Ngân và Nguyễn Thu Vân. Hãng xe điện VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hôm 17 tháng 3 ra thông báo cho biết, ba lãnh đạo cấp cao phụ trách bán hàng, marketing và phục vụ khách hàng vừa nghỉ việc. Hãng tin Reuters dẫn thông báo của VinFast cho biết, Gareth Dunsmore, phó giám đốc phụ trách bán hàng và marketing của toàn cầu của hãng, đã nghỉ việc vì lý do cá nhân và hãng tôn trọng quyết định này. Hai lãnh đạo khác ở thị trường Mỹ là Greg Tebbutt, trưởng ban marketing, và Craig Westbrook, trưởng ban phục vụ khách hàng. Cả hai người đều nghỉ vì những thay đổi trong mô hình quản lý và các yêu cầu kinh doanh cụ thể, vẫn theo thông báo của VinFast cho biết. Chương trình này được truyền tải đến quý vị bằng dịch vụ Internet tại nhà của T-Mobile. VTV, đài truyền hình của nhà nước Cộng sản Việt Nam, phải hạ bài, sửa sai và xin lỗi về những thông tin phỉ báng. Đó là những yêu cầu của luật sư đại diện cho tổ chức BPSOS và tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng ở Hoa Kỳ. Trong một thông cáo báo chí được gửi ra hôm 16 tháng 3 năm 2023, văn phòng luật sư VSNB đại diện cho BPSOS đã gửi văn thư chính thức yêu cầu đài truyền hình Việt Nam VTV phải ngay lập tức xin lỗi, sửa sai và rút lại các nội dung phỉ báng nhắm vào BPSOS. Tổng giám đốc kiêm chủ tịch của BPSOS là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng và những cá nhân và tổ chức hợp tác với BPSOS. Lá thư được gửi đến ông Lê Ngọc Quang, hiện là Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam VTV, trong đó còn cho biết từ ngày 7 tháng 4 năm 2022 đến ngày 22 tháng 10 năm 2022, VTV đã phát hành 6 chương trình với nội dung phỉ báng nhắm vào BPSOS, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng và nhiều cá nhân và tổ chức liên quan đến BPSOS. Các chương trình truyền hình này được phát trên sóng quốc gia cũng như các nền tảng số của VTV. Vẫn theo nội dung của lá thư, hành vi tấn công của VTV cũng nằm trong quy định về biện pháp chế tài của chính phủ Hoa Kỳ đối với thủ phạm đằng sau các hành vi đàn áp xuyên quốc gia, được biết đến là biện pháp chế tài Khashoggi Ban. Theo đó, không chỉ đương sự mà cả vợ, chồng, con và bố mẹ của đương sự sẽ bị cấm nhập cảnh vĩnh viễn vào Hoa Kỳ dù là đi công tác. Những ai đang ở Hoa Kỳ sẽ bị trục xuất. BPSOS đã lên danh sách của nhiều chục giới chức chính quyền Việt Nam để tuần tự đề nghị Hoa Kỳ áp dụng biện pháp chế tài này, trong đó có một số giới chức của VTV. Luật sư đại diện cho BPSOS cũng nhấn mạnh, BPSOS và tiến sĩ Thắng xem việc bị tấn công làm ảnh hưởng đến uy tín là rất nghiêm trọng. Theo đó, họ yêu cầu VTV ngay lập tức rút lại nội dung đã đăng, sửa sai và xin lỗi về nội dung và lời lẽ phỉ báng kể trên. Thêm nữa, họ yêu cầu VTV cung cấp thời lượng xuất bản tương xứng để các thân chủ của họ phản biện và sau đó gỡ bỏ các thông tin đăng tải và các lời bình, bao gồm những lời lẽ sai và phỉ báng kể trên, ra khỏi sự tiếp cận của công chúng. Theo văn thư của luật sư, VTV có 7 ngày để đáp ứng yêu cầu kể trên. Trong trường hợp phải đưa sự việc ra tòa, BPSOS và tiến sĩ Thắng sẽ đòi hỏi VTV hoàn trả mọi chi phí luật sư và tòa án chiếu theo luật hiện hành. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hoa Cát hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Pringles giòn tan đến tận miếng cuối cùng với nhiều hương vị và kích cỡ khác nhau. Pringles hiện đang có bán tại các chợ và siêu thị trên khắp cả nước.